kết nối cảm xúc. Chào mừng tất cả các thính giả đang đến với chương trình Kết nối cảm xúc được thực hiện trên sóng FM 99.9 MHz, kênh thông tin thương mại và giải trí của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Minh Phương, Phương Huyền. Chào mừng quý vị đến với những giây phút thật sự thú vị trong chương trình này. Chắc chắn là có rất nhiều nội dung cho nên quý vị đừng chuyển kênh nhé. Thật sự là mọi người không thể tưởng tượng được đâu. Minh Phương khi mà nói cái câu này thì cảm giác Minh Phương đang ngồi trên ghế nóng của một chương trình truyền hình quốc gia rất là lớn. Bởi vì cái phong thái của Minh Phương khi mà Minh Phương nói rồi ngồi dựa ra ghế, hai tay dang ra rất là thoải mái. Mình là người truyền cảm hứng. Lần sau có lẽ là khi mà mình làm như vậy thì mình hãy để điện thoại mình livestream luôn ha. Vâng, trở lại với kết nối cảm xúc. Thực sự rất là vui bởi vì cũng hay Minh Phương mở đầu cho chương trình của năm mới 2017. Đúng rồi, mình phải bốc lên. Cái không khí tươi vui, thoải mái, đầy hứng khởi để cho chương trình của chúng ta sang năm mới sẽ có thật nhiều cái niềm vui, thật nhiều cái sự sẻ chia từ chính những thính giả của chương trình. Chúng ta kết nối với nhau, trao đổi với nhau và gọi là cùng nắm tay nhau đi qua những cái chặng đường khó khăn của cuộc sống này. Nghe có vẻ đừng có quên giờ của kết nối cảm xúc nha. Không là Minh Phương với Phương Huyền buồn lắm đấy. Minh Phương và bên có cạnh nhớ đó không? Thì chúng ta phải viết mail về cho chương trình qua địa chỉ là kết nối cảm xúc FM999. Mọi người nghe nói như vậy là biết là Minh Phương không hề nhớ ba cái khung giờ phát sóng của kết nối cảm xúc đâu. Nói chung là chúng ta là bạn dẫn với nhau mà, thì người té thì phải có người nâng và hai người phải nâng đỡ nha. Đứng dậy nên phần giới thiệu đó nhường cho Phương Huyền. Hiểu lắm mà. Vâng, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào các khung giờ là 22:30 đến 23:00 tối thứ hai, 7:00 đến 7:30 sáng thứ ba. Rất hy vọng rằng kết nối cảm xúc sẽ đến được với nhiều thính giả. Chúng ta cùng đồng hành với Minh Phương và Phương Huyền để chương trình của chúng ta ngày một phong phú hơn. Và ngày hôm nay mở đầu cho chương trình của năm 2017 thì chúng ta có một vị khách mời khá là đặc biệt. Có nghĩa là điều này nó thể hiện cái ước mơ của Phương Huyền, của Minh Phương, của chương trình là đưa chương trình làm thế nào có thể đi ra thế giới, đi vòng quanh thế giới, đi đến những cái nơi mà các bạn trẻ chúng ta đều mơ ước để có cái sự thay đổi lớn trong cuộc đời mình. Vâng, cuộc trò chuyện của Lớn Lên Trên Đất Khách sẽ gặp gỡ một nhân vật vừa cùng ra mắt với hai người bạn của mình cuốn sách Hộ Chiếu Xanh Đi Quanh Thế Giới. Người đó là ai thì chúng ta sẽ chờ đến phần cuối chương trình các bạn nhé. Những bước để trở thành công dân toàn cầu. Wow. Hấp dẫn đúng không Phương? Rất là hấp Đừng dẫn có xin sách nữa nha Phương. Tựa đề rồi cái cuốn sách cũng khá là bắt mắt ha. Màu xanh là thấy thích rồi, thích màu xanh. Vậy hả? Nhưng mà thích màu xanh dương. Dễ thương ghê. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối và sẽ chia tích mắt là chúng ta sẽ chia sẻ những email mà các bạn thính giả đã gửi về cho chương trình qua địa chỉ là kết nối cảm xúc fm999a@gmail.com. Bạn này có tên là Đỗ Hạnh Pro. Là một lần nữa tôi xách ba lô ra đi. Nhưng lần này chẳng giống như lần đầu tiên tôi được đi xa với bao ước mơ và hoài bão của tuổi 18. Cũng chẳng giống như những lần nghỉ lễ Tết về thăm quê. Tôi ra đi mà thấy lòng nặng trĩu, bước chân như muốn chùn lại. Lòng tôi khắc khoải bao nỗi lo. Thường bố lần này về tôi chẳng dám nhìn vào mắt người vì tôi sợ nước mắt sẽ rơi. Hơn 60 tuổi nhưng bố vẫn còn vất vả lam lũ. Tôi lại nhớ mẹ, nhớ gia chiết. 14 năm trôi qua tôi không còn mẹ bên mình. Hẳn là lúc rời khỏi thế giới này, mẹ đã nghĩ tới một ngày tôi sẽ mệt mỏi và cần có mẹ bên cạnh. Nên lúc mẹ ra đi, nước mắt còn lăn dài trên má. Mẹ ơi, có những lúc con cảm thấy cuộc sống bế tắc. Con khóc nấc lên và lại gọi mẹ. Những lúc này con lại ước ao có mẹ bên cạnh. Chắc chắn mẹ sẽ cho con những lời khuyên để giúp con biết phải làm gì. Tôi bước chân ra đi với tuổi 18 đầy hoài bão và trái tim căng tràn sức sống. Nhưng giờ đây sau 10 năm, tâm hồn tôi như một cánh chim vô định. Mong cho đời đừng giông tố để cánh chim tìm được đường về. Mỗi khi mệt mỏi cánh chim, tôi lại bay về tổ ấm để có thêm nghị lực, có thêm sức mạnh để bay tới bầu trời cao hơn và xa hơn. Một năm trôi qua, nhưng tôi không sao vượt qua được sự bế tắc. Thời gian thì cứ vội vã đi qua, mà nỗi đau trong lòng vẫn còn đó. Phải làm sao để quên đi hay phải làm sao để kìm nén nỗi đau ấy xuống tận đáy lòng để không bao giờ nhớ tới. Sẽ chẳng bao giờ có điều đó xảy ra. Thượng Đế ơi, con không xin người cho con quên đi, nhưng con xin người hãy cho con thêm nghị lực để vượt qua. Ngoài trời đang mưa,
và lòng tôi đang khóc. Còn cuộc sống thì vẫn cứ phải bước đi. Mở đầu mình chọn cái bức thư này bởi vì nó là một cái sự ra đi. Một cái sự ra đi thì ra đi bao giờ cũng mang theo, mình mong muốn là mang theo cái hy vọng, giống như cái điều mà mình muốn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ở cái nội dung lớn lên trên đất khách á. Mỗi người chúng ta đều có một cái hộ chiếu để mà có thể đi bất cứ nơi đâu mà chúng ta muốn bằng cái sự cố gắng, bằng cái sự nỗ lực của mình. Nhưng với cái câu chuyện này thì có vẻ nó hơi buồn, bởi vì bạn cũng không nói rõ thực sự rằng những cái điều mà nó làm bạn trăn trở quá nhiều như vậy, mà bạn chỉ nói lên cái sự mệt mỏi. Mẹ thì mất rồi, mất từ năm 14 năm trước. Bố thì cũng lớn tuổi và lam lũ cực khổ. Đây là một cái điều mà bạn canh cánh bên lòng. 28 tuổi ha. 28 tuổi và có vẻ như bạn cảm thấy nặng nề vì bạn nghĩ rằng mình chưa làm được điều gì. Đúng rồi, Minh Phương cũng nghĩ là bạn đang tìm kiếm coi là mình là ai trong cuộc đời này và mình sẽ sống tiếp cái giai đoạn tiếp theo như thế nào. Bạn đang cảm thấy, Minh Phương nghĩ là cái này có một phần cái cảm giác mình cũng thấy trải qua được, đó là cảm giác bế tắc. Nhiều sáng khi thức dậy không biết mình đang làm gì với cuộc đời của mình. Sao nhỉ? Với những trường hợp như thế này thì Minh Phương nói mình đã trải qua rồi thì mình sẽ thay đổi nó như thế nào? Thứ nhất thì cái giai đoạn của Minh Phương có thể là nhỏ hơn anh này khoảng chừng 26 tuổi á, thì mình cũng rơi vào cái tình huống này và khoảng mất gần như một năm để mà xác định cái con đường mình đi. Nhưng mà đến những ngày đó thì không còn cái cách mà mình vượt qua đó, tức là mình sẽ đi ra gặp những người lớn hơn để gọi là xin lời khuyên và để chia sẻ về cái hướng đi của mình. Tiếp theo là mình đặt cái mục tiêu của mình nó xuống, tức là ngày xưa đặt rất là cao, bây giờ thì mình chỉ làm mỗi thứ nhẹ nhàng thôi. Và mình cảm thấy là bây giờ sáng mình thức dậy, mình còn được làm một cái công việc mình yêu thích, mình còn nhìn thấy được nụ cười của những người mình thương yêu, và mình có một cuộc sống khỏe mạnh, thì đó là cái điều hạnh phúc rồi. Chứ không phải là những điều quá cao xa. Bởi vì Minh Phương cảm nhận là anh này anh đang kỳ vọng nhiều về bản thân của mình, giống như Minh Phương ngày xưa vậy. Tức là tất nhiên đặt cái mục tiêu cũng tốt, nhưng mà đặt cao quá thì nó khiến cho mình bị mệt mỏi, và nếu như mà mình không có đủ cái nghị lực á, thì mình sẽ rơi vào cái tình huống bế tắc giống như là cái trường hợp này. Đúng vậy. Ở đây thì cái câu chuyện nó không rõ ràng lắm, không rõ ràng lắm ở chỗ là bạn đã trải qua những cái điều như thế nào và mình bị bế tắc ra sao, mình đã không vượt qua được điều gì. Tuy nhiên có thể phần nào như Minh Phương nói là khi mà mình đặt cái mục tiêu cho mình quá lớn và mình không bước qua nó được, và mình có nghĩa là mình khi mà người ta càng kỳ vọng nhiều thì người ta không làm được thì cái sự thất vọng nó càng cao. Thì ở đây mình biết rằng là có những người họ bắt đầu lại rất là muộn. Khi mà họ mất tất cả và họ bắt đầu lại mọi thứ thì thực sự với những người như vậy thì họ phải là cái người mà cực kỳ bản lĩnh thì họ mới có thể vực dậy lại được. Thì điều đó có nghĩa rằng là không có gì mà không thể cả, không có gì mà không thể xảy ra. Như cái câu chuyện mà chúng ta đã nghe về cô Tố Hải, cái người mà chuyên dạy về yoga, về thiền cách đây mấy chương trình đó, các bạn nghe thì có thể thấy rằng là ở cái tuổi 12 là chị đã phải bước ra đời và phải làm đủ thứ để mà nuôi sống mình và gia đình. Thì trong chị có một cái slogan là không gì là không thể. Và chính cái điều đó nó giúp chị vượt qua tất cả. Thì với mình, khoan hãy nghĩ tới những chuyện gì quá lớn lao, mà mình hãy bắt đầu từ những cái việc nhẹ nhàng nhất. Tôi nhớ và nghĩ tới một cái câu rằng là được sống đã là hạnh phúc. Là khi mà cái cuộc sống của mình nó vẫn còn tiếp diễn, nó còn tồn tại, thì mình đã hạnh phúc hơn bao nhiêu người khác rồi. Vậy thì mình hãy bắt đầu từ những cái mục tiêu nhỏ, rồi mình từ từ nâng nó lên. Còn mình cứ nghĩ, nếu mình vẫn cứ nghĩ tới cái sự bế tắc thì mình sẽ không bao giờ mình thoát ra được khỏi cái sự bế tắc đó. Vì vậy mà hãy xem mọi chuyện nó nhẹ nhàng hơn. Phương Huỳnh nghĩ đọc sách ở cái thời điểm này Phương, là một cái điều Phương khá hay. Rất đúng là không? Đồng cảm với anh này nha. Tại vì mình cũng gọi là mình không phải là vượt qua một cách ngoạn mục, nhưng mà mình đã có từng những cái giai đoạn nó cũng bế tắc như vậy. Sáng thức dậy thì không biết mình làm gì rồi, không biết là đời mình một năm nữa, hai năm nữa sẽ đi về đâu. Nhưng mà cuộc sống vẫn tiếp diễn mà. Và cái cách mà anh đón nhận từng ngày á, nó đến với mình á, sẽ quyết định cái cuộc sống của đúng. Mình nó phải vui lên. Và mình phải tích cực hóa mọi thứ lên. Anh không làm gì nhưng anh có sức khỏe, anh không làm gì nhưng anh vẫn còn gia đình ở đó.
và mình đã rất là may mắn hơn rất là nhiều người khác, thì mọi thứ giống như Phương Huyền nói đó, đặt nhẹ mọi thứ xuống chút xíu. Mỗi ngày như thế nào là do mình, đúng không? Mỗi ngày mình thức dậy, mình đón nhận cái ngày hôm đó như thế nào là do mình khóc hay mình cười là sáng do mình. Vô, la ai thì la, chọc ai thì chọc, quýnh ai thì quýnh hả? Coi chừng là bị quýnh. ôm đầu máu đó nha. Chị mong rằng là bạn sẽ vượt qua được, và như Phương Huyền nói ban nãy đó, hãy chọn những cuốn sách mà nó mang tính tích cực một chút. Có thể chọn cái cuốn sách mà ngày hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu ở cái phần Lớn lên trên đất khách, câu chuyện hộ chiếu xanh đi quanh thế giới, bắt đầu để xem những cái bạn trẻ này, các bạn ấy bước ra thế giới như thế nào. Cái bạn trẻ mà ngày hôm nay chúng ta trò chuyện, bạn ấy sinh năm 90, một công dân rất là trẻ mà bạn có thể làm được rất nhiều điều. Vậy thì ở cái tuổi của mình, Phương Huyền nghĩ rằng là bạn sẽ biết, sẽ làm được những cái gì bạn mong muốn nếu chúng ta biết đặt để nó đúng chỗ. Các bạn thân mến, chúng ta vẫn đang theo dõi chương trình Kết nối cảm xúc trên sóng FM 99.9 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì quý vị và các bạn có thể theo dõi qua tần số FM 103.2 MHz, khu vực Đà Nẵng với tần số FM 95.6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Còn khu vực miền Bắc thì qua Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định với tần số FM 95.1 MHz, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang nội dung thứ hai, ký ức yêu thương, câu chuyện về học trò quê của bạn có bút danh Nguyên Khối ở An Minh, Kiên Giang. Tôi theo nghề giáo về truyền thống gia đình. Từ nhỏ ba mẹ đã định hướng sẵn con đường tôi phải đi. Mặc dù tôi không thích điều đó, nhưng tôi vẫn học để trở thành một người thầy như ba mẹ mong muốn. Tôi về dạy trên chính ngôi trường tôi từng học. Mấy trường xưa vẫn cất giữ giùm tôi những dải khờ tuổi nhỏ. Góc lớp yêu thương vẫn hằng chi chít tích mực đã dần phai màu vì thời gian mưa nắng. Người thầy giáo già tóc đã hoa râm, nắm bàn tay tôi siết chặt. Thầy trò mình giờ là đồng nghiệp của nhau. Bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về để tôi biết yêu nghề qua từng giờ lên lớp. Biết thương những đứa trẻ đen nhẻm lắm lem bùn đất, biết bật khóc khi cô học trò miếu máu: "Thầy ơi, con không có ba để tà tóc làm văn." Ngày giáp hạt, trò nghỉ học nhiều phụ giúp mẹ cha, hành trang trò đến lớp có hương lúa trổ đồng, có vị phèn chua ngay ngái. Tôi chẳng còn cáo gắt khi các em đến muộn giờ kiểm tra. Thường sao chiếc áo rách vai của trò vừa phụ ba đi cày, rồi trò ngủ gật trong giờ học, hỏi ra mới biết em thức suốt đêm canh mẹ sốt. Cô học trò nghèo không có tiền đóng tiền giấy thi vì vừa vào viện thăm ba. Có những ngày tan học, phụ huynh dúi vào tay tôi khi thì mớ đọt choại, con cá, cá khô, trái mướp vườn, rồi khoái chí cười hề: "Thầy cầm ăn lấy thảo, cây nhà lá vườn." Ngày 20 tháng 11, nhận cảnh hoa dại ven sông mà ấm lòng đến lạ. Những ánh mắt ngây thơ bẽn lẽn trước cá những khoảng trời hồn nhiên mà chính tôi vẫn luôn khao khát tìm về. 4 năm theo nghề giáo, một khoảng thời gian không đủ dài với một đời người, nhưng 9 năm tháng ấy làm thay đổi một con người, cho con người ấy có động lực để bước đi. Tôi yêu mỗi giờ đứng lớp để tôi được nhìn thấy mình trong đám trẻ nghèo khát chữ nghĩa về những giấc mơ, những chân trời mới. Và tôi, một người theo truyền thống gia đình, đang bước tiếp trên con đường ba mẹ cho tôi, con đường thênh thang với những niềm tin và tiếng cười. Cảm ơn bài viết của bạn Nguyên Khối, một bài viết rất hay về học trò quê, có thể khắc họa được hình ảnh của những học trò quê nghèo. Dù nghèo khó, dù chật vật với gánh mưu sinh, với bao nhiêu lo toan, thì các em vẫn mang theo cái nỗi niềm về con chữ, khát khao về con chữ. Bởi vì hơn ai hết thì những học trò nghèo, những người phải trải qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc đời này, thì hiểu được rằng phải có con chữ, phải học, phải có kiến thức thì mới có thể thay đổi được cuộc sống. Và đặc biệt ở đây khắc họa hình ảnh của một người thầy giáo, một người thầy biết hiểu, biết sẻ chia, biết cảm nhận từng cái nỗi buồn, từng cái nỗi đau và từng cái khó khăn của học trò mình để cảm thông nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn. Và chúng ta vẫn luôn hy vọng rằng cái tình yêu thương này nó không chỉ là tình thầy trò nữa, mà nó là cái tình cảm giữa con người với con người, một người anh đối với những đứa em, một người chú, một người cha. Tất cả những cái yêu thương đó nó sẽ giúp cho các em có thêm niềm tin, thêm động lực
để bước đi trên con đường của mình, và rồi sẽ có những học trò thành công trở lại cùng là đồng nghiệp với người thầy, và rồi sẽ có những học trò thành công sẽ bước tiếp trên con đường này để lại tiếp tục dắt những bàn tay bé nhỏ bước qua khó khăn. Minh Phương có một cái câu chuyện chia sẻ là nhà Minh Phương cũng bố mẹ làm giáo viên. Mà sao mình không theo nhà giáo. Hết rồi đó, câu chuyện nên là hết rồi. Dễ thương quá ha. Chỉ là lâu lâu tự nhiên cảm thấy là bạn viết là bố mẹ theo nghề giáo đó, mình thấy mình cũng có truyền thống gia đình, nhưng mà bản thân mình thì có vẻ là không học sư phạm, kể cả trong lúc đi học sinh viên á, đi dạy kèm ngoại ngữ cho người khác, thật sự bản thân mình cũng không nghĩ là mình dạy được luôn, và dạy có được tháng là nghỉ, tháng là cho nghỉ hết. Phương Huyền thì có thâm niên dạy kèm 3-4 năm, dạy kèm khá nói là chung lâu. Là những cái người mà họ có tố chất sư phạm thì làm được, chứ cùng mình là khỏi rồi đó. Thực ra thì mình không nghĩ, sau này thì mình không nghĩ là mình có tố chất sư phạm, nhưng mà rất là thích được chia sẻ kiểu đó. Có thể là cái này là mình hơi khó, mình khó quá thành ra nếu mà mình phải đi... là hơi đâu, không phải là hơi đâu. Nếu mà mình đi dạy thì chắc thương các em lắm, nên thôi mình chọn cái con đường khác. Tuy nhiên là lâu lâu thì vẫn thích được về trường, được chia sẻ, được nói chuyện, được ở bên cạnh những bạn học sinh để mà sống lại cái khoảng thời gian áo trắng của mình. Và thực sự rất là trân trọng cái bài viết của bạn Nguyên Khối, một cái bài viết rất là hay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung lớn lên trên đất khách. Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới, nói chung là cũng có vần đúng không? Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới, những bước đầu tiên để trở thành công dân toàn cầu. Chữ đầu tiên là Minh Phương tự thêm vào á. Đây là quyển sách của Hồ Thu Hương, nè, Nguyễn Phan Linh và Phạm Anh Đức. Như vậy thì chúng ta sẽ trò chuyện cùng ai đi Phương Huyền? Mình sẽ trò chuyện cùng với Phạm Anh Đức, và hy vọng rằng là sẽ có dịp để mà trò chuyện với hai bạn trẻ kia, bởi vì rằng thật sự là các bạn rất là giỏi. Mình muốn các bạn chia sẻ những cái câu chuyện làm thế nào để cho các bạn trẻ chúng ta có thể hòa nhập với cuộc sống và hòa nhập với thế giới. Bởi vì đây là những cái bạn mà các bạn đã bước chân ra thế giới. Đúng, các bạn sinh ở Việt Nam nhưng mà các bạn sống ở nước ngoài. Và cái điều đặc biệt rằng là sau khi mà các bạn đã có được những cái bước đi thì các bạn muốn quay về Việt Nam, muốn đem những cái điều mà mình học hỏi để cùng chia sẻ và có thời gian làm việc ở Việt Nam, rất là hay. Có một số cái ghi chú mà các bạn chuyển cho người đọc đây, và nhân đây thì Minh Phương cũng xin đọc ngay cho các thính giả luôn, là tìm kiếm đam mê, định hướng đường đi, cải thiện bản thân, thay đổi thái độ, thoát ra khỏi vùng an toàn, nắm bắt cơ hội, chuẩn bị cho chuyến đi, vượt qua những thử thách, tỏa sáng trong những mối quan hệ quốc tế, thành công tại xứ người, đóng góp cho thế giới, sống như một công dân toàn cầu. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung này nha. Vâng, trước hết thì xin được cảm ơn Đức đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Có lẽ đầu tiên thì Đức có thể có vài lời giới thiệu với quý vị thính giả. Dạ vâng ạ, em tên là Đức, sinh ra tại Hà Nội năm 1990, và năm 95 là em đi sang Séc cùng ba mẹ. Hồi 5 tuổi đấy đặt chân lên máy bay xong rồi đặt xuống toàn tìm ông nội ở đâu. Thế cuối cùng không thấy ông đâu, cũng khóc một lúc, xong sau bố mẹ ăn ủi thì lúc sau cũng dần dần quen dần. Thế từ hồi 5 tuổi đến 9 tuổi thì tiếng Séc cũng không hiểu mấy, mà học lớp 1, lớp 2, lớp 3 cái ngữ pháp lại là cái ba cái lớp đó lại là quan trọng nhất để mình biết được cái như ở Việt Nam cách đánh vần. Thì lúc đó thì Đức điểm cũng không được cao mấy, điểm tiếng Séc mà tất cả các điểm các môn khác cũng không được cao, tại vì mình không hiểu tiếng. Thế là lên lớp 4 bắt đầu là gần hết cấp 1 rồi bắt đầu mới hiểu tiếng. Thì gia đình mới bắt đầu chuyển ra thủ đô là hồi em 10 tuổi. Và sống ở bên Séc từ hồi đó đến tận lúc hết học hết đại học, học hết cả bằng thạc sĩ ở bên Séc. Và bây giờ em làm cho một công ty của Séc. Họ cử em đi Thượng Hải, làm ở Thượng Hải, và trong năm 2017 có lẽ là sẽ về cả Việt Nam làm việc. Rời khỏi Việt Nam lúc 5 tuổi mà bây giờ nghe giọng thì nghe tiếng Việt rất là chuẩn. Không biết là cái bí quyết của gia đình như thế nào ha? Bí quyết thì là rèn từ hồi bé. Có nghĩa là lớp 1, lớp 2, lớp 3 bố mẹ em cũng mang sách giáo khoa tiếng Việt sang Séc. Và ban ngày thì em học ở trong trường, và tối là ăn cơm tối xong khoảng 8 giờ, 9 giờ ngày nào bố mẹ cũng rèn tiếng Việt, cách dạy đánh vần và dạy các từ. Thực ra bây giờ cái tiếng Việt của em là em nghe thấy bố mẹ nói chuyện như thế nào thì em nói như thế, chứ không qua trường lớp gì cả. Có nghĩa là nghe người khác nói thì mình nói lại, mình toàn là từ các tại vì em cũng ít đọc báo Việt,
cho nên là toàn là từ cái cách mình nghe người khác nói thôi. Mặc dù là ở bên Séc, nhưng mà Đức cũng sẽ có những cái thông tin và nắm những cái thông tin về Việt Nam rất là nhiều đúng không? Đặc biệt là về giới trẻ. Thì Đức có thể chia sẻ với những gì mà mình biết giới trẻ giữa Việt Nam cũng như là nơi mà Đức đang sống. Vâng, khi mà em giao lưu với cả các bạn trẻ trong lúc em học đại học thì em đã giao lưu với cả trong các cái tổ chức phi chính phủ. Có một cái tổ chức tên gọi là ISEC thì... tổ chức đó cũng ở Hà Nội có 3 chi nhánh, ở thành phố Hồ Chí Minh hình như cũng có 1 hay 2 chi nhánh, có cả Đà Nẵng và các thành phố khác. Thì qua cái tổ chức đó em cũng đã giao lưu với cả các bạn sinh viên, học sinh sinh viên cả từ Séc lẫn Việt Nam lẫn các nước khác. Và theo em là cái xu hướng của cái giới trẻ sau này là tất cả các bạn muốn vươn ra nước ngoài để ít nhất là cũng là học bổng hoặc là thực tập, học tiếng Anh, cải thiện bản thân. Thì chính vì thế cho nên là em đã cùng sức với cả hai bạn người Việt cũng ở gốc Việt nhưng mà cũng sang nước ngoài sống một thời gian lâu dài rồi. Thì bọn em mặc dù là ba người ở ba nước khác nhau nhưng mà vẫn hợp tác với nhau để viết ra cái quyển sách để cho cảm hứng cho các bạn ở Việt Nam tự tin hơn để ra được nước ngoài. Đức vừa nói tới cái cuốn sách Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới, những bước để trở thành công dân toàn cầu, thì Phương Huyền cũng muốn hỏi luôn về cái cuốn sách này. Có lẽ là mình chia sẻ sơ về cái điều như vừa nói phải không? Là mình muốn các bạn trẻ tự tin hơn để mà bước ra thế giới. Nhưng mà cụ thể hơn thì các bạn sẽ tìm được gì ở trong cuốn sách này? Ở trong cuốn sách này thì bọn mình đã chia ra cái cuốn sách vào 12 chương. 12 chương đó chính là 12 bước để trở thành một công dân toàn cầu. Bắt đầu từ chương đầu tiên, từ cái mục đầu tiên là làm như thế nào để tìm kiếm được niềm đam mê. Bước thứ hai ví dụ là định hướng đường đi. Trong mỗi một chương là chúng mình kể các câu chuyện mà Đức, Hương và Linh đã trải qua. Và ngoài ra chúng mình đưa ra cái mô hình cho các bạn dùng cái mô hình đó để tìm được, ví dụ như cái chương thứ nhất là tìm kiếm niềm đam mê thì làm như thế nào để bạn tìm được cái niềm đam mê của mình. Thì chúng mình đã đưa ra cái mô hình là nó có 3 phần. Phần thứ nhất là các bạn phải tự hỏi mình xem các cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì. Cái cột thứ hai là các bạn, cái sở thích các bạn muốn làm gì. Và cái thứ ba là cái xu hướng của xã hội sau này 10 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa nó đi đến đâu. Khi mình góp lại 3 cái cột này vào thì mình có thể tìm được cái niềm đam mê để mình đi tiếp. Đấy là ví dụ của chương thứ nhất. Theo Đức thì cái điều cần thiết nhất của các bạn trẻ để mà bước ra thế giới là gì? Cái này thì là cái, để trả lời câu hỏi này em hay ví với cả học bơi. Khi mà mình bắt đầu học bơi thì lúc nào mình cũng phải nên bơi ở ngoài mép trước, xong dần dần mình mới đi xa dần. Cũng như học tiếng Anh thì chúng ta nên học từ từ dần dần giao tiếp với cả các bạn mà mình đã quen rồi. Mình mỗi ngày ví dụ hoặc mỗi tuần, dù như em với chị là hai người Việt Nam nhưng mà có thể là thỏa thuận với nhau cứ chủ nhật là nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, mình cải thiện thêm, mình giao lưu cùng với các người nước ngoài ở nước mình, đang sống ở nước mình. Và dần dần mình mới bắt đầu mình bước ra ngoài dần. Cái chuyến đi đầu tiên theo Đức là nên đi một cái nước, chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài là đi một nước nào đấy gần, xong rồi dần dần mới đi xa, đi dài dần. Như Đức là cái chuyến đầu tiên đi sang nước ngoài là cùng mấy cả trường, xa bố mẹ cũng chỉ đi 2 tuần thôi, xong dần dần bây giờ là đã xa bố mẹ 10 tháng rồi. Lần này về Việt Nam là lần thứ mấy ha? Và cái cảm nhận của Đức như thế nào? Hồi Đức sang nước ngoài, sang Séc hồi năm 95 là 5 tuổi. Thì lần đầu tiên trở lại là năm 2000 là hồi 10 tuổi. Và từ năm 2000 đến bây giờ là cứ khoảng tầm 2-3 năm lại về một lần. Nhưng mà năm ngoái thì Đức đã may mắn có cơ hội về Việt Nam 3 lần. Và trong năm 2016 này thì Đức đã về đợt này là lần thứ 6. Cái cảm nhận của mình là Việt Nam ngày nào cũng phát triển nhanh. Coi như em về cứ 2 năm em về một lần, em lại nhìn thấy một cái nhà chọc trần khác, một cái nhà chọc trần mới, thêm nhiều siêu thị mới mà em thấy là mọi người ở ngoài đường càng nói được tiếng Anh tự tin hơn.
Hồi nãy Đức có nói là có thể là Đức sẽ về Việt Nam làm việc luôn. Tại sao mình lại có cái lựa chọn này? Khi mà các bạn trẻ ở Việt Nam thì muốn ra nước ngoài học tập và muốn ở lại, trong khi đó mình thì cái cơ hội của mình là không phải quay về. Câu hỏi này cũng rất nhiều người hỏi em. Thì Đức có cái câu trả lời là cái mục đích sống của Đức là lúc nào cũng phải khám phá cuộc sống. Và Đức nghĩ rằng là mình đã sống ở châu Âu 21 năm rồi, mình hiểu châu Âu đủ rồi. Và thực ra sống ở Việt Nam vẫn là một môi trường khá là mới đối với Đức. Chính vì thế Đức muốn khám phá đất nhà của mình. Sống ở Việt Nam bây giờ bắt đầu Đức đang học xe máy, học lái xe máy để sau này về năm 2017 có thể đi xe máy tự đi được. Vậy bây giờ ra đường thì có sợ giao thông của Việt Nam không? Bây giờ cái giao thông là một cái mà em thấy là choáng nhất. cái sự khác biệt mấy cả ở nước ngoài là trong cái giao thông là khác nhất. Ở nước ngoài đa phần là em toàn dùng phương tiện công cộng, có nghĩa là em dùng tàu điện ngầm, tàu điện nổi, xe buýt. Ở Việt Nam cái phương tiện công cộng thì bây giờ nó mới bắt đầu đang cải tiến. Ví dụ như là em đã nghe thấy là ở thành phố Hồ Chí Minh là sẽ có tàu điện ngầm xong vào trong năm 2019, năm 2020. Ở Hà Nội cũng có cái tuyến đường trên cao. Thì dần dần em nghĩ là cái phương tiện công cộng nó mới bắt đầu phổ biến. Và từ bây giờ đến lúc đó là chúng ta phải học lái xe máy. Và nhiều lúc là như ở bên nước ngoài là em lái ô tô thì nếu mà ở ngã tư có đèn xanh thì hai bên đi thẳng, còn nếu mình rẽ trái là mình phải chờ ở cái bên kia đi thẳng hết đã xong mình mới được rẽ trái. Nhưng mà nếu mà em chờ ở Việt Nam để mọi người ra đi thẳng hết thì chắc là không bao giờ về đến điểm B. Cho nên là ở đây là mình cứ phải đi từ từ đến, thì cái đó là cái mà em sẽ phải học. Như vậy thì có lẽ là Việt Nam nó chỉ là một cái điểm dừng để khám phá thôi, chứ chưa hẳn sẽ là cái nơi mà Đức chọn ở lại mãi mãi, đúng không? Cái câu hỏi về tương lai thì rất khó trả lời, tại vì là em muốn là trong vòng 5 năm nữa là em muốn ở Việt Nam và làm việc ở Việt Nam. Còn đâu sau 5 năm nữa thì rất khó đoán là mình sẽ ở đâu, tại vì là cái thế giới càng ngày nó càng... mọi người ở trên thế giới cái khoảng cách càng ngày nó càng ngắn dần, có nghĩa là mình không nhất thiết mình phải ở một nơi cả đời. Cảm ơn Đức. Nói chung là sau khi mà làm cái chương trình á, mình thấy là mình gặp rất là nhiều người, người lớn cũng có, người nhỏ hơn cũng có. Nhưng mà mình mà... càng ngày càng thấy rằng là mình sao mà thấy... mọi người giỏi quá đúng không? Mọi người giỏi quá. Mình bị áp lực quá. Hay là mình bỏ luôn cái chuyên mục này đi Phương? Không được, nhưng mà mình thấy là mình nghĩ là mình nghe nhiều câu chuyện thì áp lực nó sẽ khiến cho mình trở thành động lực. Thêm một hướng tích cực thì nó là động lực chứ không phải là cái thứ để dìm chúng ta xuống. Nói đùa thôi, thực ra là ở những cái câu chuyện này mình học hỏi được khá là nhiều ha. Những cái điều rất là hay. Như ban đầu Phương Huyền hỏi bạn Đức đó, bạn rời Việt Nam từ lúc bạn 5 tuổi mà bạn nói tiếng Việt y như là một người sống ở Hà Nội bình thường vậy. Nó từ ngữ, các bạn sử dụng từ ngữ cho tới âm điệu này kia, nó không hề nghe, không hề biết rằng là đây là một bạn sống ở nước ngoài từ nhỏ. Không có bị lơ lớ. Đúng, đúng quá không? Hay luôn. Cảm ơn cuộc trò chuyện này, và Phương Huyền tin rằng là cuộc trò chuyện này cũng giúp cho các bạn rất là nhiều, đặc biệt là những bạn trẻ nếu mà theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và như đã nói, có một dịp nào đó có thể được trò chuyện với Nguyễn Phan Linh, Hồ Thu Hương. Còn các bạn muốn biết là hộ chiếu xanh như thế nào, có thể đi quanh thế giới, thì chúng ta hãy tìm đọc cái cuốn sách này. Hộ chiếu xanh là hộ chiếu mình đó, hộ chiếu quốc gia mình đó, màu xanh. Mệt ghê. Vậy thì nói lại, vậy thì nói lại là chúng ta muốn biết những bước để trở thành công dân toàn cầu như thế nào. Đúng rồi, thì đúng rồi. Hãy tìm cuốn hộ chiếu xanh đi quanh thế giới. À, hay quá mình. Rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình sau. Chúc mọi người có một năm mới 2017 với thật nhiều cái gọi là cái bước khởi đầu mới, khởi sắc, và có những cái dự định, có những cái công việc thật tốt cho tương lai.